Hai tuyệt phẩm đánh đầu không cứu được Hàn Quốc. Cho Gu Sung lập cú đúp đánh đầu trong vòng 3 phút hiệp 2 nhưng Hàn Quốc vẫn thua 2-3 trước Ghana ở lượt trận thứ 2 bảng H tối nay. Hàn Quốc thể hiện quyết tâm khi chủ động tấn công từ những phút đầu. Đội bóng châu Á tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Ghana nhưng các chân sút của họ không tận dụng được các cơ hội. Chưa đến 10 phút, Hàn Quốc được hưởng tới 3 quả phạt góc. Họ cầm bóng nhiều hơn và tự tin tấn công, thường xuyên thay đổi cách tiếp cận cầu môn đối phương. Ghana thỉnh thoảng mới có vài đường lên bóng đơn giản. Nửa đầu hiệp 1, Hàn Quốc áp đảo đối phương cả về tỷ lệ kiểm soát bóng và phản công. Nhưng giữa lúc hưng phấn, đội bóng xứ Kim Chi bất ngờ bị thủng lưới. Xuất phát từ một đợt tấn công hiếm hoi, Ghana được hưởng đá phạt ngoài vòng cấm. Salisu lợi dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Hàn Quốc, sút tung lưới thủ môn Kim Seang-gu. Các cầu thủ Ghana vừa ăn mừng vừa hồi hộp chờ đợi quyết định của trọng tài vì pha quay chậm cho thấy bóng có vẻ đã chạm tay Salisu. Sau khi nghe tổ tư vấn, trọng tài công nhận bàn thắng của Ghana. Sau khi bị thua, Hàn Quốc đánh mất thế trận còn Ghana thêm tự tin. Tổ chức nhiều đợt phản công. Phút 34, đại diện châu Phi có bàn thắng thứ hai. Từ pha tạt bóng của Di Tây, bóng chạm nhẹ vào đầu Mohamed Kudus vào lưới Hàn Quốc. Sau hai bàn thua và thi đấu có phần chệch choạc, Hàn Quốc lấy lại thế chủ động nhưng các đường bóng của họ không tiếp cận được khung thành Ghana. Cầu thủ được kỳ vọng Son Heung-min tiếp tục bị kèm chặt, không phát huy được những phẩm chất của mình. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Ghana. Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 59%, số lượng đường chuyền nhiều gần gấp đôi đối thủ trong hiệp 1. Ghana chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích nhưng cả 2 đều được chuyển hóa thành bàn thắng còn Hàn Quốc có 6 cú dứt điểm đều không trúng mục tiêu. Họ được hưởng tới 7 quả phạt góc nhưng không gây nguy hiểm từ những pha đá phạt này. Sang hiệp 2, Hàn Quốc tăng cường hàng công, quyết tâm tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 58, khi Cho Gu Sung ở tư thế thuận lợi nhận đường chuyền của đồng đội, chạy cắt mặt khung thành đánh đầu tung lưới Ghana. Bàn rút ngắn xuống 1-2 thắp lên hy vọng có điểm của đại diện châu Á. Chỉ 3 phút sau, Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 cũng từ một pha đánh đầu. Tác giả bàn thắng khiến cổ động viên đội bóng xứ Kim Chi vỡ òa trên khán đài vẫn là Cho Gu Sung. Tuy nhiên phút 68, Ghana vượt lên dẫn 3-2 từ cú sút cận thành của Kudus. Sau bàn thua, các cầu thủ Hàn Quốc không buông xuôi, tiếp tục miệt mài tấn công. Lee Kang-in suýt chút nữa sang hòa 3-3 nhưng cú sút phạt của anh bị thủ môn Ghana đẩy ra. Những phút cuối trận, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento tấn công dồn dập nhưng các pha dứt điểm hoặc không qua được tay thủ môn Gigi hoặc không chính xác. Trận đấu kết thúc với tấm thẻ đỏ của huấn luyện viên Hàn Quốc Paulo Bento khi ông phản ứng quyết liệt với trọng tài vì không cho các học trò thực hiện quả phạt góc mà thổi còi hết trận. Thua Ghana, đại diện châu Á đứng cuối bảng H với cánh cửa vào vòng trong hẹp hơn bao giờ hết. Họ phải gặp Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng. Trong khi đó, 3 điểm giúp Ghana nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng châu Phi sẽ gặp Uruguay ở lượt cuối.